Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Đã quay lại với kênh Thanh Lý Hàng của cửa hàng âm thanh Sông Đốc Đỏ. Thì như đã thông báo trước ngày từ hôm qua, thì bên em thông báo các bác là đúng tối nay vào lúc 8 giờ 30 bên em sẽ livestream trực tiếp và bán cái lô loa Party House với mã KT612 hàng full thùng này. Đáng lẽ ra thì em sẽ đưa các bác đến thăm luôn. Nhân tiện này đến cho các bác đến thăm luôn một cái kho bên em đang cất giữ cái lô loa này cũng như lô súp. Nhưng nói thật các bác là ngày hôm nay thì em khá là mệt, bởi vì cũng phải tiếp rất là nhiều đoàn khách tới và cũng không được nghỉ trưa gì cả, nên là khá là mệt và cũng không thể đi được. Thế nên là hôm nay em xin phép là em sẽ livestream ở tại kho tại nhà luôn, và em sẽ nhận đơn và ngày mai trong lúc đi lấy hàng về cho các bác, lúc mà đi gửi hàng thì em sẽ cũng giới thiệu các bác về qua sơ bộ về cho mọi người biết về có những cái lô hàng mà em đang cất dự trữ cho mọi người cùng xem. Chứ còn hôm nay thì thực sự các bác cũng mệt quá nên họ không đi được. Đấy, thì em sẽ livestream trực tiếp tại nhà vào lúc 8:30 các bác nha. 8:30 em sẽ livestream cái lô loa cực đẹp này, ở dòng loa Party House. Đấy, vân gỗ cực đẹp luôn các bác nhé, bass 30, hai chung hai tét, rất là hay. Mới nguyên thùng, hàng xịn chính hãng luôn. Đấy, với một mức giá em khẳng định các bác là rẻ nhất trên thị trường. Đấy, các bác có thể trong lúc chờ đợi mà cái giá tối ngày hôm nay bên em sẽ thông báo cho các bác, thì mọi người hãy lên trên YouTube cũng như lên trên các diễn đàn để chúng ta cùng dò giá trước. Đấy, chúng ta cùng xem giá trước, xem hiện tại bây giờ các cửa hàng khác họ đang bán bao nhiêu. Đấy, họ đang bán bao nhiêu và cái giá mà các bác sẽ chờ đợi tối ngày hôm nay của em là bao nhiêu. Mọi người cũng biết đấy. Chúng là bảo là em bán này em kia. Thì giá được nhìn là trên mạng mà có thể thao hồ mà lựa chọn. Thao hồ mà dò giá các bác nha. Đấy, thì em sẽ có một cái mức giá tốt hơn tất cả mọi người để cho chúng ta cũng có một cái lô loa chất lượng, hàng đẹp, xịn mà giá tốt nhất. Thì đối với cái lô loa thì em nói các bạn, em chỉ có tổng cộng 30 đôi đây này. 30 thùng này, đây là ký hiệu của lô của em này. Đây là ký hiệu lô của em. Và 30 thùng, gọi là 30 đôi. Em chỉ có tổng cộng là 30 đôi loa này thôi. Đấy, KT612 là một dòng loa xịn chính hãng của Party House, rất là hay các bác nhá, tiếng tép bát rất là hay luôn. Và chào đón các bác đến cửa hàng bên em vào lúc 8:30 các bác nhá. Mọi người hãy đến để chúng ta sẽ có cơ hội. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mua một đôi loa hàng xịn chính hãng mới nguyên thùng với một mức giá nó chỉ tương đương với hàng bãi các bác ạ. Tương đương với hàng bãi các bác nhá. Đó là một điều bất ngờ và loa rất rất là đẹp các bác nhá. Rất hân hạnh được chào đón các bác. Cảm ơn các bác rồi, hẹn gặp lại.